phố xăng dầu. Đó là cách gọi của nhiều người khi đi qua con đường Nguyễn Viết Xuân và đường Chu Hiêm Mân, thành phố Vinh. Bởi nơi đây luôn tấp nập xe tẹt chở xăng dầu vào ra. Cùng với đó là hàng trăm lít xăng dầu đã bị lái xe rút ruột mỗi ngày. Sau rất nhiều ngày cải trang và mật phục, những hình ảnh này chúng tôi ghi lại được vào sáng ngày 28 tháng 8 năm 2014. Lái xe tẹt 37N3510 đang thực hiện hành vi rút ruột xăng dầu với sự trợ giúp của các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Văn Thí, chủ quán nước trên đường Nguyễn Viết Xuân thuộc phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Xăng đã được rút vào 5 chiếc can này chỉ trong vòng 20 phút. Việc tiếp cận quán ông Thí vô cùng khó khăn. Mọi hoạt động xung quanh đều có thể bị các chân rết nghi ngờ và theo dõi kỹ càng. Trong nhà có khá nhiều người túc trực để tiếp tay cho các lái xe tẹt và rút xăng. Và những người này cũng sẵn sàng đe dọa nếu thấy những biểu hiện nghi ngờ. Con đường nhỏ nằm ngay bên cạnh đã được chủ quán ngụy trang rất kín đáo như thế này là nơi an toàn cho các lái xe tẹt thực hiện các thủ đoạn rút ruột xăng dầu. Còn đây là quy trình pha chế xăng. Để bù lại số xăng đã bị rút ruột, những can nước này được lái xe 37N3510 đổ thẳng vào bồn. Cuối cùng là một loại chất lỏng như thế này được hòa lẫn vào xăng. Sau khi hoàn tất công đoạn rút ruột và pha chế xăng, từ đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, xe tẹt biển kiểm soát 37N3510 chạy thẳng vào thành phố Hà Tĩnh. Xăng được giao cho một cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên đường Đặng Dung, phường Tân Quang, thành phố Hà Tĩnh. Ngã ba nơi giao nhau giữa đường Nguyễn Viết Xuân, đường Chu Hy Mân và đường ven sông Lam. Sở dĩ người dân hay gọi là phố xăng dầu vì ngoài điểm thu mua tiêu thụ xăng dầu của gia đình ông Thí đã tồn tại gần chục năm nay, còn có nhiều điểm thu mua khác, nhưng với thủ đoạn và cách thức khác nhau. Vì những điểm thu mua này không có bãi đáp xe thuận lợi như quán ông Thí, nên một số lái xe tẹt đã rút xăng để sẵn vào can và điện thoại cho các đầu nậu này đến lấy. Trên những cung đường trên phố xăng dầu, mặc dù không có cây xăng nhưng lại có rất nhiều điểm bán lẻ xăng dầu. Và mỗi điểm bán lẻ như thế này là một đầu nậu thu mua xăng dầu do các lái xe tẹt rút ruột. Tôi bán xăng dầu đây là 11 năm rồi. Chủ yếu bán xe máy, thì mấy vùng gần gần đấy là thôi. Xe máy thì đường gần đường đi hồi chưa đổ, chưa có cây xăng hơn đổ. Khi lúc tôi nhà mẹ tôi bán lúc, có lấy đất tẹt. Đưa ra coi như là lấy bán lại, tôi chửi về cái nữa bán cho khách, chứ cái nữa khách thì lấy mấy điện thoại của. Rút ruột xăng dầu không chỉ diễn ra trên bờ, mà còn diễn ra dưới con tàu đang nhập hàng cho kho xăng dầu bến thủy. Tấm biển này được treo ngoài cổng cầu tàu, nhưng những người ngoài cuộc vẫn được xuống tàu với những chiếc can không. Và sau đó đi ra với những can xăng dầu như thế này.
cách quán ông Nguyễn Văn Thí khoảng 200m là kho xăng dầu Bến Thủy thuộc công ty xăng dầu Nghệ An. Mỗi ngày kho xuất ra trên 1 triệu lít xăng dầu, chủ yếu đi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, phía Nam Thanh Hóa và tái xuất sang Lào. Theo quy trình xuất xăng tại kho Bến Thủy, tất cả các xe và lấy xăng ở đây đều phải qua 2 lần kẹp chì. Lần 1, kẹp chì công nghệ phần xả hàng, tránh tình trạng lái xe ăn bớt xăng dầu. Lần 2, kẹp chì phía trên thùng xăng, tránh tình trạng lái xe múc xăng hoặc pha chế thêm chủng loại khác vào xăng dầu. Khi vào cổng là chúng tôi kẹp niêm chi các cái công nghệ ván ống mà có thể ở phần dưới của xe tét có thể xả hàng được. Trong đó chúng tôi còn kẹp niêm cả cái phần mà kẹt sexy, tức cái kẹt máy ấy. Khi ra khỏi cổng kho thì là kiểm tra lại một lần nữa về số lượng hàng hóa đó và kẹp niêm chi phần trên tét và ghi tất cả các số series chi từ phần công nghệ cũng như phần trên tét vào trong hóa đơn. Thì khi chủ hàng đến kiểm tra hóa đơn thì họ sẽ kiểm tra các số series chi đó có trùng với số series chi đã niêm kẹp hay không. Tuy nhiên hàng ngày có khá nhiều xe tẹt sau khi nhận hàng tại kho xăng dầu Bến Thủy đã đến rút xăng dầu tại quán ông Nguyễn Văn Thí và một số đầu nậu khác. Những chiếc kẹp chì vẫn được các lái xe phá đơn giản như thế này. Và hàng trăm lít xăng dầu vẫn bị rút ra từ bồn chứa. Sau đó sẽ được phu phép để đảm bảo khối lượng trước khi giao cho các cửa hàng bán lẻ. Có những xe đã vào đây rút ruột xăng dầu nhiều lần. Chúng tôi đặt câu hỏi, với một quy trình cấp, giao và nhận xăng dầu chặt chẽ, thì liệu có thể xảy ra tình trạng rút xăng dầu lộ liễu tồn tại hàng chục năm nay trên địa bàn thành phố Vinh hay không? Nếu mà có hiện tượng mà xăng lấy ở tại kho Bến Thủy mà vẫn còn bớt ở dọc đường, thì phải kiểm tra lại vấn đề là kẹp niêm chi đã đúng quy trình kỹ thuật chưa? Có thể nếu như trong kẹp niêm chi mà anh kẹp niêm lỏng đi một chút, tức là cái van anh vặn không hết, hoặc cái niêm chi anh niêm vào chưa đúng kỹ thuật, tức là vẫn có thể mở ra được, thì hiện tượng bớt hàng vẫn có thể xảy ra. Là một, hai nữa là có những cái công nghệ mà lái xe người ta cải tạo mà nhân viên bảo vệ không phát hiện ra được, nó phải nằm giấu ở dưới sexy hay nằm giấu ở những cái điểm mà không nhìn thấy được thì có thể vẫn ăn trộm hàng lấy ra. Thì chỉ có trường hợp đó thì mới lấy hàng, trộm được hàng ra khi lấy ở kho Bến Thủy. Bám theo những chiếc xe đã nhiều lần thực hiện công đoạn rút ruột và pha chế xăng dầu tại quán ông Thí. Hầu hết đây là những xe của các công ty tư nhân vận chuyển xăng dầu cho các doanh nghiệp tư nhân và các đại lý của Petrolimex. Điều đáng nói là những người nhận hàng ở các đại lý xăng dầu đều không quan tâm kiểm tra niêm phong kẹp chì trước khi nhận hàng. Ngày 30 tháng 8 năm 2014, đây là lần thứ 3 chúng tôi bắt gặp xe 37N3510 vào rút xăng dầu tại quán ông Thí. Sau khi hoàn thành công đoạn pha chế xăng, xe đã được đưa về điểm tập kết của doanh nghiệp tư nhân Lưu Nga. Và doanh nghiệp này có cửa hàng đại lý xăng dầu Petrolimex nằm trên đường quốc lộ 1A tại quán Bánh, xã Nghi Kim, thành phố Vinh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, xe 37N3510 là một trong những chiếc xe của doanh nghiệp Lưu Nga chuyên chở hàng cho một số đại lý xăng dầu ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Là khách hàng thường xuyên của đại lý xăng dầu thuộc doanh nghiệp tư nhân Lưu Nga, tuy nhiên, những khách hàng như anh Tiến sẽ không bao giờ nghĩ rằng xe chở hàng của doanh nghiệp này thường xuyên rút ruột và pha chế xăng dầu trước khi giao cho đại lý. Rồi tôi thì đến gọi là đến điểm nào thì tôi dừng, tôi đổ điểm đó. Nói thật, người đi là điệu, không để xăng hết xe đi rắc bổ là vấn đề.
nhưng mà nói chung là tin tưởng rằng là họ là bán xăng thật thì cũng thể bán xăng dùng được. Mỗi năm kho xăng dầu Bến Thủy xuất ra thị trường trên 370 triệu lít xăng dầu. Tuy nhiên trên thực tế, nguồn tiêu thụ trên thị trường khoảng trên 700 triệu lít mỗi năm. Thị phần của công ty xăng dầu Nghệ An chỉ chiếm khoảng một nửa. Như vậy, mỗi năm có gần 350 triệu lít xăng dầu trôi nổi được tiêu thụ trên thị trường. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có khoảng 600 cửa hàng kinh doanh đại lý xăng dầu, nhưng chỉ có khoảng 70 cửa hàng của công ty xăng dầu Nghệ An, còn lại là doanh nghiệp tư nhân. Điều đáng nói là việc kiểm soát chất lượng nguồn xăng dầu mà các doanh nghiệp tư nhân bán ra thị trường vẫn đang bị buông lỏng. Những cái trường hợp mà xăng không đảm bảo chất lượng á, thì nó sẽ là làm cho thứ nhất là cái khi sử dụng thì việc xe nổ máy nó sẽ khó khăn và nó sẽ hại để các cái bộ phận của động cơ. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường cái việc kiểm tra kiểm soát để mà ngăn chặn các cái hiện tượng đó nếu như có hiện tượng đó xảy ra. Theo ông Nguyễn Văn Thí, gia đình ông làm nghề mua bán xăng dầu đã gần 8 năm. Cũng chừng đó năm, những thủ đoạn rút ruột xăng dầu ngang nhiên diễn ra trên cung đường Nguyễn Viết Xuân, đường Chu Hy Mân, thành phố Vinh, nhưng không hề bị xử lý. Đều đặn mỗi ngày, tại phố xăng dầu vẫn có hàng trăm lít xăng dầu bị rút ruột. Và sẽ có hàng nghìn lít xăng dầu bẩn sẽ được bán ra thị trường bởi công nghệ pha chế xăng dầu tinh vi của các lái xe tẹt.